Dự án nhà ở xã hội Eco Home 3 vừa được chủ đầu tư tổ chức bốc thăm cách đây mấy ngày. Ngay lập tức, hàng loạt thông tin giao bán xuất mua liên tục xuất hiện trên mạng, công khai cả mức chênh lệch. Đó là đồng giá 120 triệu và anh sẽ được ưu tiên khớp tầng. Anh muốn đi bốc tầng thì chỉ 50 triệu là anh có thể chọn được căn 2 của 2 vệ sinh rồi. Trước hiện tượng giao bán tràn lan, chủ đầu tư thậm chí còn phải đề nghị cơ quan công an và Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm vào cuộc, tránh hiện tượng bị các đối tượng cò trục lợi. Nếu mà chúng tôi phát hiện thì sẽ mời các cơ quan chức năng vào xử lý theo quy định của pháp luật. Còn về phía nội bộ công ty thì chúng tôi cũng đã yêu cầu có các bản cam kết và chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm nếu mà phát hiện ra bất kỳ một cái dấu hiệu nào làm không đúng cái quy định của pháp luật. Còn tại dự án 282 Nguyễn Huy Tưởng, 80% căn hộ dành cho cán bộ chiến sĩ trong ngành công an. Theo phía chủ đầu tư, từ khâu lập và phê duyệt danh sách đối tượng được mua đều do phía Bộ Công an và Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện. Vậy nên thông tin chủ đầu tư móc nối với môi giới bán chênh là không có căn cứ. Lúc nhận được danh sách của Bộ Công an thì chúng tôi gửi danh sách đấy về Sở Xây dựng để đề nghị kiểm tra xem đủ các đối tượng này có đủ điều kiện để mua không. Thì khi có văn bản trả lời của Sở Xây dựng thì chúng tôi bắt đầu ký hợp đồng bán cho cán bộ chiến sĩ có trong danh sách. Một số chuyên gia phân tích, hiện tượng giao bán tràn lan trên mạng về xuất ngoại giao mua nhà ở xã hội có thể xuất phát từ chính người được quyền mua. Họ không có nhu cầu ở nên nhờ môi giới giao bán để hưởng tiền chênh lệch. Nhân khẩu thường trú tại những cái nhà ở xã hội phải được quản lý một cách thật sự là nghiêm túc và chặt chẽ để đảm bảo rằng là chỉ những người có đủ tiêu chuẩn và đúng những cái hộ mà đã đăng ký và được mua nhà ở xã hội được quyền sử dụng và ở trong những ngôi nhà đó. Trước hiện tượng bán chênh nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng mới đây đã yêu cầu các địa phương kiểm tra rà soát lại các dự án để đảm bảo chính sách an sinh xã hội này dành cho đúng đối tượng là những người thuộc diện chính sách và người thu nhập thấp chưa có nhà ở.